Chuyện tình báo, mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 4 tiểu thuyết tình báo dài kỳ của tác giả Bảo Hùng Kim Ân, Vết đen trên trán Chúa. Sài Gòn, buổi tối nhộn nhịp, đèn neon kết thành chữ trên gác cao và khách sạn, rạp chiếu bóng, rạp hát nhấp nháy mọi màu. Âm nhạc từ các phòng trà, các vũ trường vang vang. Người lính gác ở cửa trại giam đi đi lại lại. Nhìn bề ngoài, khu trại giam đặc biệt này giống hệt một trại lính. Người lính gác ngáp ngủ, xem đồng hồ đeo tay, rồi trở về vọng gác bằng gỗ sơn sọc chéo hai màn. Trong xe Jeep, Văn Tái ngồi ở ghế trước, bên cạnh người lái. Người lái xe trẻ tuổi nhưng điềm đạm, chăm chú nhìn về phía trước. Rất khéo léo đưa chiếc xe lách tới lách lui trong dòng xe cộ đông đúc. Văn Tái nhìn đồng hồ tay. Hại sĩ quan Pháp, một để ria mép mang quân hàm thiếu tá, một còn trẻ mang quân hàm trung úy, ngồi sau cùng nhìn đồng hồ tay. Tôi nhắc lại, Văn Tái quay mắt về phía hại sĩ quan nói, viên hại sĩ dán băng dính ở trên cằm là người của ta, mật danh A5. Người lính có tờ báo để thò ra ngoài túi áo ngực bên trái, mật danh D9. Các đồng chí đừng nhầm nhé. Khi cần lắm, có thể gọi họ hỗ trợ. Chúng tôi nhớ rồi. Ta sẽ cho xe đỗ ở cổng trại vào 20 giờ 3 phút, tức là sau khi đổi gác 3 phút. Như thế được chứ? Được, đúng 20 giờ, người của ta sẽ nhận viên gác của đồng chí ấy. Bây giờ cho xe đi chậm. Tính sao cho đến nơi vừa đúng giờ đã định. Phối sách, cho xe chậm lại. Viên thiếu tá để ria mép nói khẽ. Tuân lệnh. Ở trước cửa trại giam, hai người lính đổi gác cho nhau. Một cách chóng vánh đơn giản. Người lính nhận viên gác đứng vào chỗ của người lính bỏ đi. Y lập tức chống súng ngắn ngậm nhìn ra con đường vắng trước mặt. Trong phòng đốc gác, hạ sĩ quan tới phiên trực, chia tay với hạ sĩ quan gác viên trước bằng dáng điệu của người say, cố làm ra vẻ tỉnh táo. Anh ta chống một tay xuống bàn, ký vào sổ nhận gác bằng một chữ khoáng đạt, rồi quẳng bút đấy, chia tay chào bạn. Người bạn tỉnh với nụ cười độ lượng, bắt tay anh hạ sĩ, rồi sửa soạn ra về. Nhưng hạ sĩ say đã túm anh ta lại ở ngưỡng cửa, nhét bằng được vào túi áo một bao thuốc thơm đắt tiền. Lấy đi mày. Viên trung úy cũng say mềm, ngồi sõng sượt ở trên ghế, tưởng chừng y sẽ tụt xuống sàn ngay đấy. Vậy tay nói, nó vừa trúng số đấy, hên quá, lấy đi. Cho mày thêm trang bạc đây. Anh hạ sĩ say vẫn nắm chặt tay áo bạn chưa buông tha. Đây nhá, đủ cả trăm, không thiếu một cắc. Đi nhậu mừng cho tao nghe. Phúc tổ, tao được số, tao chia vui với mày. Chờ tao không có say đâu. Người bạn ngạc nhiên nhìn bàn tay của tay say lảo đảo, cố nhét vào túi mình số tiền lớn. Y nháy mắt với viên trung úy, đầu gục xuống vai. Viên trung úy không nhìn lại, mắt y nhắm nghiền. Chiếc xe Jeep chở Phan Tái và mấy sĩ quan Pháp đỗ lại trước cửa trại giam. Người lính gác ướt ngực, buông súng chào. Phan Tái đến nói với anh ta một câu vắn tắt, và người lính chạy vội vào, gọi đốc gác. Đốc gác chính là viên hạ sĩ quan say. Phan Tái nhìn mẩu băng dính ở trên cằm anh ta, lạnh lùng ra lệnh. Mở cổng. Anh hạ sĩ ngơ ngác nhìn người thông ngôn và mấy sĩ quan Âu đứng ở trước mặt. Anh ta dụi mắt, rụt rè hỏi. Các sĩ quan này ở đâu tới? Coi giấy tờ đi, đồ ngốc. Rồi mở ngay cổng ra. Phan Thái gắt lên và hạ giọng. A5, còn chờ gì nữa? Thưa ông, trong này có trung úy phó trực trại, để tôi bẩm ông ấy. Viên hạ sĩ lắp bắp và cũng hạ giọng. Cần phải trói cả hắn và tôi lại, sau đó đi lên lầu. Đại úy trực trại ở trên đó, mọi chiều quá xà lim, hắn giữ hết. Được rồi, dẫn tôi đi. Viên trung úy đã ngủ, phải lay mạnh y mới tỉnh đôi chút.
Cậu là ai? Y hỏi bằng giọng ể oải, ngái ngủ và bất cần. Việt Minh đây. Phan Thái ghé sát tay vào y, đồng thời tước súng của y. Viên trung úy Pháp tiến đến, nhét rẻ vào miệng và trói gô y lại. Nằm ở trên sàn, y dương mắt ngạc nhiên, nhìn thấy viên hạ sĩ dưới quyền cũng đã bị trói gô bên cạnh. Phan Thái lên đạn khẩu tiểu liên tước được và vẫy tay gọi hai hạ sĩ quan Pháp theo mình. Viên đại úy Trực đang nằm đọc sách ở trên giường cũng bật mở. Phan Thái bước vào, nòng tiểu liên chĩa thẳng vào mặt y. Y trợn mắt lên khi nhìn hai sĩ quan Pháp đứng sau. Giơ tay lên, Phan Thái quát. Viên đại úy Trực để thõng hai chân cứ ngồi nguyên trên giường, hai tay giơ cao. Điều xa két. Y sửng sốt kêu lên. Ai như béc nạp bi lông thế kia? Chính hắn. Viên tiêu tá để ria mép tiến lên một bước, mai mỉa trả lời Phan Thái, lửa mắt nhìn anh. Viên sĩ quan Pháp nhận mình là béc nạp bi lông lùi lại. Đây là một thằng chó chết, anh giận dữ nói. Hắn đã ra lệnh đốt cháy một làng. Hắn ra lệnh ném trẻ con vào lửa. Khi tôi chống lệnh, hắn đưa tôi ra tòa án binh. Chìa khóa các xà lim đâu? Phan Thái lạnh lùng hỏi. Ngón trỏ không rời cỏ súng. Các ông không giết tôi chứ? Viên đại úy nhấn nhác sợ hãi. Các ông không giết phải không? Không, chúng tôi sẽ không giết. Nếu như trong cơ hội tốt nhất để tự cứu lấy mình, anh tỏ ra tha thiết với nó. Tôi cần phải làm gì thưa ông? Nghe lời và không kháng cự. Bi Lông nói. Nhưng nếu quyền ở trong tay tao thì mày khó toàn mạng đấy, thằng khốn kiếp Tì Bồ. Tôi sẽ nghe lời anh Béc Nạp Bi Lông. Anh hãy nói dùng tôi với ông Việt Minh là tôi vốn quen thi hành đúng mệnh lệnh. Anh nói đúng, tôi đã ở 2 năm với anh. Tôi biết nếu có lệnh giết mẹ đẻ ra mình, anh cũng sẽ giết, phải không nào? Béc Nạp Bi Lông, anh đối ác với tôi quá. Anh có giết mẹ không? Nói đi, nếu có lệnh. Béc Nạp Bi Lông khăng khăng bắt y phải trả lời. Tôi là người lính. Đại úy Tì Pô cúi gằm trước cái nhìn xuyên thục của Béc Na. Hãy đưa tất cả chìa khóa đây. Phan Thái quát lên và mặc quần áo vào, đưa chúng tôi đi. Viên đại úy run lẩy bẩy đi đến bên bàn, mở ngăn kéo, lấy tất cả mấy chùm chìa khóa đưa cho Phan Thái. Khi y mở ngăn kéo, Phan Thái tước luôn khẩu súng ngắn trong đó. Viên đại úy bắt đầu vội vã mặc quần áo. Hãy nghe đây, Phan Thái nói. Anh sẽ đi trước dẫn đường cho chúng tôi. Phải làm thế nào để từ trên các chòi gác cao nhìn xuống, người ta sẽ nghĩ tốt về cuộc đi dạo này? Chẳng hạn, họ phải cho đó là một cuộc kiểm tra bất thường, hoặc giả một cuộc lấy tù đi hỏi cung tại cơ quan tình báo quân sự. Đồng chí Pi Lông, hãy đi gần hắn đi và nói chuyện thân mật. Chắc hẳn giữa hai người cũng có nhiều kỷ niệm để hàn huyên. Xin tuân lệnh. Pi Lông nói và tiến lên một bước về phía viên đại úy. Quả là chúng tôi có nhiều chuyện đáng ghi nhớ để mà ôn lại với nhau. Bất cứ một sự kháng cự, bất cứ một hành động cưỡng mệnh nào dù nhỏ, anh cũng sẽ mất mạng. Phan Thái thúc mũi súng vào mạng sườn y. Xin các ông đừng ngại, tôi biết quý mạng của mình. Tì Pô rên rỉ. Họ đi xuống thang. Trần Phong lùi một chiếc xe giống như chở hàng tươi sống chạy vào trại giam. Ở cổng, anh cho xe dừng lại và hỏi tên lính gác. Tôi đi theo thiếu tá Pi Lông. Vào mấy thằng đấy hả? Tên lính gác định hỏi giấy, nhưng khi đến gần, y thấy trong cabin còn mấy người lính Pháp đang bực dọc nhìn ra. Trong khi đó thì người lái xe cho mấy sĩ quan Pháp vừa vào lại hạ lệnh cho y bằng giọng lơ lớ. Cho vào đi. Kèm theo một cái vẫy tay chỉ vào phía trong trại, và sau đó một ngón tay chỉ vào ngực mình với y nói. Tôi chịu trách nhiệm. Nếu người Pháp đã chịu trách nhiệm thì ta mở cổng, y nghĩ, và mở cổng sắt cho xe của Trần Phong vào. Một người lính Pháp nhảy ra khỏi xe,
ngăn không cho y đóng cổng, vội vã ra hiệu cho y. Anh ta bị đau bụng, cần vào nhà vệ sinh. Người lính gác chỉ trỏ ra hiệu, nhưng người lính Pháp nhất định không hiểu. Y đành phải đưa người lính Pháp đi một quãng sau khi gật đầu với người lái xe. Y nói nhờ anh ta trông cổng hộ. Một lát sau, chỉ có một mình người lính Pháp trở ra. Anh ta đến bên người lái xe xin lửa để châm thuốc. Xịt mấy hơi rồi lững thững đến bên vọng gác của người lính nọ. Từ trên cao, một tên lính nhìn xuống. Y thấy các sĩ quan Pháp đi cùng nhau, trò chuyện vui vẻ. Đại úy trực trại Tipo đi đầu. Người lính gác nhìn sang các vọng gác bên cạnh, đặt ở góc trại và giữa các bức tường dài. Không có gì đặc biệt. Y nhìn đồng hồ tay. 20 giờ 15 phút. Tipo dẫn hai sĩ quan Pháp và Phan Thái đi vào khu xà lim im ắng. Họ bước vào một hành lang dài với những ô cửa thẫm màu, trổ ra đều đặn ở hai bên. Những cánh cửa sơn bóng lên dưới ánh của những ngọn đèn sáng nằm trong giỏ thép. Tipo rụt rè quay lại hỏi Phan Thái. Thưa ông, mở tất cả các xà lim. Không, Phan Thái lắc đầu. Anh hãy mở những xà lim giam tù binh, tù chính trị, nhưng phải là người Việt Minh. Anh nắm vững chứ? Thưa, tôi nắm vững. Chúng tôi không cần tới những tên ăn cướp, những tên giết người. Những tên đó chúng tôi để lại cho các anh xử trí. Trong khu xà lim này có người của chúng tôi không? Có. Mở đi. Tipo mở cửa một xà lim. Phan Thái nhìn vào trong. Một cái xác khô đét nằm cọc queo trên nền xi măng. Phan Thái bước vào, ngồi xổm xuống bên cạnh người tù, lay gọi. Đồng chí, đồng chí còn sống chứ? Tỉnh lại đi, chúng tôi đến cứu đồng chí đây. Cái xác từ từ mở mắt, nhìn thấy bộ quân phục sĩ quan trên người Phan Thái. Người tù quắc mắt. Cút ngay, đừng giở trò thêm nữa, chúng tao không đầu hàng đâu, cút. Rồi anh ta gục xuống thở dốc vì quá sức. Trần Phong và hai người lính Pháp cũng đã vào tới khu xà lim. Anh dừng lại lặng người, nhìn người tù thoi thóp trên sàn xi măng. Phan Thái đứng lên đưa mắt nhìn Tipo. Viên đại úy trực trại cúi mặt xuống trước cái nhìn mê lửa của anh. Mở tiếp đi, anh gằn giọng. Nhanh lên. Tipo cuống quýt tra chìa khóa vào ổ của một xà lim khác, mở cửa ra và họ thấy một người đàn ông mặc quần đùi, thương tích đầy người. Mặt anh ta đầy những vết thâm tím, có chỗ bị toạc ra, máu đã khô hết. Đi à? Anh ta nói khi nhìn thấy Tipo và những người đi sau. Tipo ngoảnh mặt lại nhìn Phan Thái, chờ ý kiến của anh. Chúng tôi đến giải phóng đồng chí đây, hãy đợi một lát, chúng tôi sẽ đưa đồng chí ra khỏi nơi này. Đưa đi đâu cũng được. Người tù nhếch mép, cười gằn. Nhưng tao cấm chúng mày không được dùng chữ đồng chí. Tao cấm, hiểu không? Anh ta đang khoanh tay lại, thách thức nhìn Phan Thái. Rõ ràng anh ta chờ một quả đấm. Mở tiếp đi. Phan Thái ra lệnh cho Tipo. Có một người của chúng ta, một cô gái, hiện nay ở đâu? Dạ, ở đây. Tipo đáp, nhưng không ở trong khu xà lim này. Ta đi ngay tới đó chứ? Không, hãy mở nốt mấy xà lim ở đây ra. Tipo dẫn mọi người sang xà lim khác. Người tù ngạc nhiên nhìn qua cánh cửa để ngỏ, nhưng anh không chạy trốn. Anh suy nghĩ và chờ đợi. Chúng nó lại còn giở trò gì thế này? Trong phòng đốc gác, tên trung úy tỉnh rượu vì sợ hãi đã nhè được búi rẻ ở trong miệng. Y lại bên viên hạ sĩ say mềm đang ngủ trong tư thế bị trói chặt cả tay và chân, cố dùng răng để mở trói cho y. Viên hạ sĩ khẽ mở mắt khi thấy động ở tay, đôi mắt lo lắng. Tipo mở cửa một xà lim. Sao? Thái chạy ào ào. Tụi mình đã tới. Anh Thái. Sao cũng reo lên, bổ lại ôm choàng lấy anh. Tôi chờ mãi, chỉ hôm qua tôi mới được báo. Tốt lắm, ta đi thôi. Trời ơi, chúng nó hành hạ sao dữ quá. Phan Thái dìu sao ra. Cô rất yếu,
viên trung úy Pháp bước lên. Phan Thái dìu Sao ra. Cô rất yếu. Viên trung úy Pháp bước lên đỡ một bên. Sao đưa mắt cho Phan Thái. Một đồng chí của chúng ta. Phan Thái nói. Các đồng chí ấy lĩnh trách nhiệm chính trong vụ này. Viên sĩ quan Pháp mỉm cười với Sao. Ở ngoài sân trại, Trần Phong đã đưa được những người tù đến bên xe. Tất cả đều bị khóa tay, như thể họ bị giải đi trong một cuộc chuyển trại bất ngờ. Hai người lính Pháp đứng canh đám tù một quãng. Tiểu Liên lăm lăm chĩa vào họ. Từ xa, một toàn lính tuần tra của trại giam cũng đang đi tới. Trần Phong nhìn về phía toán lính, mặt anh căng thẳng, chờ đợi mối nguy hiểm này, nó sẽ tẩy tới. Toán tuần tra tới gần hơn nữa. Đúng lúc đó, Tipo dẫn đầu đoàn người áp giải. Sau đi ra, nhìn thấy toán lính đi tuần trong trại, Phan Thái gần giọng nói khẽ với Tipo. Tôi nhắc lại, chỉ một cử động nhỏ là anh rời đời. Hãy đóng kịch trò khéo vào để giữ lấy mạng của mình. Súng của chúng tôi đều sẵn sàng nhả đạn cùng một lúc. Anh hiểu chứ? Tôi hiểu thưa ông. Tipo cúi gào lắp bắp. Toán tuần tra dừng lại trong chiếc xe của Trần Phong. Tên lính Pháp chỉ huy lính tuần đã nhìn thấy Tipo. Y đưa tay lên mũ nghiêm chào. Bọn lính đi theo vội vã chào theo. Phan Thái nhìn thấy ở trong túi áo ngực người đi sau cùng một tờ báo gấp gọn thò ra ngoài. Tiếp tục tuần tra các chàng trai. Tipo bỗng nói một cách gắng gượng, nhưng chỉ mình Phan Thái đứng bên là nhìn thấy mặt y béo đi như thế nào. Không có gì khả nghi chứ? Thưa đại úy trực trại, không có gì khả nghi. Tên lính Pháp báo cáo một cách nghiêm túc. Vậy thì đi đi, và đừng có đi rời rạc như tôi đã thấy. Hãy nhớ rằng các anh là những người lính, chứ không phải những tên dù đãng. Đi đều bước. Toàn lính đi đều qua mặt Phan Thái và hai sĩ quan Pháp. Tipo nói với Pilon bằng giọng khoe khoang. Thưa tiểu tá thấy lính của chúng tôi cũng chẳng đến nỗi tồi. Này, thằng đi thứ tư kia, sai chân rồi, sửa lại đi. Thế, được rồi, tốt. Hai người lính Pháp đi với Trần Phong, bắt đầu dùng báng súng xua những người tù binh đứng ở sân lên xe. Tên trung úy đã cởi được dây trói tay cho viên hạ sĩ. Viên hạ sĩ nhanh chóng tự cởi dây trói chân cho mình và sau đó quay lại cởi trói cho tên trung úy. Chúng nó còn ở đây không? Tên trung úy thì thào. Có dễ còn, viên hạ sĩ đáp lại. Đóng chặt cửa lại và gọi dây báo động đi. Tên trung úy sốt ruột nói. Để tôi cởi trói cho trung úy xong đã. Để mặc đây, gọi dây nói ngay đi. Tên trung úy rít lên, chậm mắt. Vâng, tôi gọi đây. Viên hạ sĩ vội bỏ đấy, chạy lại máy điện thoại. Nhưng anh ta không gọi điện. Gọi đi, thằng ngu, gọi. Viên hạ sĩ không gọi. Anh ta vụt xô tới, cưỡi lên người tên trung úy, mặc cho y cố gắng để hất ra. Cúi xuống và dùng hai tay đè chặt lên cổ y. Những người tù đã trèo lên xe. Phan Thái đỡ Sao lên cuối cùng. Trong xe, cô nhận ra Trần Phong và lao tới ôm anh, nấc lên vì sung sướng. Trần Phong tháo còng tay cho Sao, rồi những người khác. Xe nổ máy. Nghe tiếng xe, Vojek lái chiếc xe Jeep đón Phan Thái và các đồng chí cùng đi. Đại úy Tipo run rẩy, y đã tuân lệnh những người đột nhập. Nhưng chắc gì họ đã thay. Vì thế y run run nói với Phan Thái. Tôi hy vọng các ông giữ lời hứa. Các ông sẽ không giết tôi. Có phải thế không? Hãy lên xe và ngồi ở đằng trước. Phan Thái nói. Chúng tôi đã hứa. Chúng tôi sẽ giữ lời hứa. Xin cảm ơn ông. Tipo nói và lật đật trèo lên xe. Phan Thái và hai sĩ quan Pháp lên theo. Chiếc xe Jeep đi trước, theo sau là chiếc xe chở những người tù. Khi xe đi qua phòng đốc gác, viên hạ sĩ quan chạy ra chặn lại. Sao? Phan Thái hỏi. Đồng chí cùng đi à? Tôi không thể ở lại. Viên hạ sĩ thở hổn hển.
Hắn cởi trói được cho tôi, bắt tôi gọi điện thoại. Tôi đã giết. Đồng chí còn cầm cái gì ở tay thế kia? Viên hạ sĩ nhìn xuống tay mình. Dây điện thoại. Anh ta mỉm cười và vứt mẩu dây xuống đất. Bám lấy tành dây trèo lên, hai sĩ quan Pháp đỡ anh. Đi thôi, tôi chẳng muốn ở đây thêm một ngày nào. Đi thôi, vô sách. Phan Thái nói. Viên hạ sĩ nhận ra Tipo ngồi ngay đằng trước. Y quay lại và bắt cặp mắt khinh bỉ của viên hạ sĩ dưới quyền mình. Trong xe, Trần Phong đang tháo khóa cho một người gậy ốm. Anh ta ngước cặp mắt ngây dại nhìn Trần Phong, rồi ngã xuống, thều thào. Đồng chí. Chiếc xe đi qua cổng, người lính Pháp đóng cổng lại cẩn thận, rồi nhảy lên xe, đã đỗ lại đợi anh. Đằng sau họ, trại giam vẫn yên tĩnh với những cánh cổng khép chặt. Phi cảng Gia Lâm với vẻ ngoài của ngày hội, cờ phất phới bay trên tòa nhà chính, một biểu ngữ lớn chào mừng Đức Quốc trưởng ra Bắc. Toàn quân nhạc lấp lánh kèn đồng, các quan chức áo mũ chỉnh tề, các phóng viên nhiếp ảnh quay phim ở trong nước và nước ngoài chạy lăng xăng. Chiếc xe du lịch màu đen bóng loáng chở ngài cố vấn đặc biệt của phủ cao ủy đỗ lại gần chỗ các quan khách. Soren trang nghiêm bước ra cùng với Dubois đi bên cạnh, những cái bắt tay ngoại giao, những cái gật đầu trịnh trọng. Lê Minh với máy ảnh công tắc đeo ở trước ngực tiến tới chụp một kiểu Soren đang bắt tay một công chức cao cấp người Việt. Công chức cao cấp này gặp người cúi xuống đón cái bắt tay đó. Soren xua tay với Lê Minh. Đừng chụp những kiểu ảnh như vậy. Lê Minh vén tay áo xem đồng hồ tay và đến bên Soren. Từ ngài cố vấn đặc biệt, tôi hy vọng được ngài cho phép ghi lại tấm hình ngài bên cạnh Đức Quốc trưởng Bảo Đại khi người từ máy bay bước xuống. Ông Lê Minh, đến bây giờ ông vẫn còn thích kiêm cả nghề phóng viên nhiếp ảnh nữa sao? Soren cúi xuống hỏi nhỏ với Lê Minh. Cái máy ảnh trước ngực làm ông kém đi giá trị của các chính khách đấy. Thưa ngài cố vấn đặc biệt, có lẽ tôi quay về với nó thì hơn. Tôi không có cái dáng của một chính khách. Hơn nữa, chính ngài đã cho phép. Còn mấy phút nữa, Dubois. Soren bỏ Lê Minh, quay sang nói với Dubois. Còn 3 phút, từ ngài cố vấn. Dubois theo thói quen, ưỡn ngực trả lời và chịu một cách lườm của cấp trên. Lê Minh chạy ra trước đoàn quân nhạc. Họ thấy có phóng viên nhiếp ảnh định chụp, vội vã đưa kèn đồng lên. Người chỉ huy lắc đầu, vẫy tay bảo họ bỏ kèn xuống. Loa phóng thanh ọ ẹ, rồi một giọng đàn ông vang lên. Thưa quý vị, xin quý vị chuẩn bị làm lễ nghinh tiếp Đức Quốc trưởng ngự giá Bắc Hà cùng chư vị chính khách đại diện cho dân chúng Trung Phần và Nam Phần. Phi cơ của Đức Quốc trưởng đã tới. Một chấm đen xuất hiện trên trời, những khuôn mặt chờ đợi giãn ra, các quan chức sửa lại quần áo. Nhạc trưởng giơ gậy lên, mắt liếc nhìn những người lính kèn đứng im phăng phắc trong tư thế chuẩn bị. Máy bay hạ cánh. Quân nhạc cử bài 4.000 năm văn hiến, các quan chức đứng thuận ra. Cửa máy bay mở ra, lẽ ra phải nhờ người ta đưa thang dùng cho khách lên xuống, thì một vị chính khách trẻ tuổi, ăn mặc rất thể tao, lại nhanh nhẩu dùng cái thang chuyên dùng của máy bay quân sự đã được hạ xuống theo thói quen. Leo mấy bậc rồi nhảy xuống đất. Ông ta quay lại, chống nạnh, nhìn lên trên, hãnh diện với mọi người, noi gương mình. Nhưng không còn nhà thể thao nào cả. Người bước ra sau xuất hiện ở cửa máy bay là Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc. Trong cái khung của cửa máy bay, ông ta hệt như hình vẽ tướng ông trong cỗ tam cúc với mấy lá cờ cắm ở trên vai. Một nụ cười chạy nhanh qua mặt các quan chức ra đón. Soren thấy nụ cười đó, y cau mày. Thang hàng không dân dụng đã được đưa ra. Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đi những bước đường xuống từng bậc một. Theo sau là người kế thừa Đức Tề Hòa Hảo trong bộ quần áo trắng toát, mặt mũi đờ đẫn trong vẻ trầm tư.
Lê Minh bấm máy ảnh liên tiếp mấy kiểu liền. Sau hai vị giáo trưởng Cao Đài và Hòa Hảo là bác sĩ, ông ta vẫn đi lại bình thường sau vụ bị thương ở chân, còn phải chống nặng. Một người đi bên cạnh thấp bé và gầy còm, mắt lé, đỡ bác sĩ. Các chính khách lục tục xuống thang. Sau hết là Đức Quốc trưởng Bảo Đại. Ông ta có vẻ mệt mỏi và chán trường. Đoàn quân nhạc múa kèn chào vị cựu hoàng Triều Nguyễn đã được dựng thành Đức Quốc trưởng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Các chính khách có ý đợi khi xuống tới đất giãn ra, nhường lối cho cựu hoàng. Bảo Đại đi trước tiến thẳng tới chỗ các quan chức Pháp và Việt đã túc trực để nghênh tiếp. Soren tiến đến bắt tay cựu hoàng, rất tự chủ và phớt lờ. Cựu hoàng đưa tay cho ngài cố vấn đặc biệt của phủ cao ủy. Lê Minh quỳ một chân xuống chụp bức ảnh lịch sử đó. Bức ảnh ghi lại hai bộ mặt lạnh lùng với cái bắt tay mệt mỏi, hoàn toàn theo nghi thức. Bảo Đại và các chính khách đi duyệt đội danh dự. Có ai đó nhanh nhẩu mời Soren cùng đi, nhưng ngài cố vấn đặc biệt điềm đạm chối từ. Thấy Lê Minh hí hoáy lắp phim, Soren đến gần và nói nhỏ với anh: "Hãy bỏ việc ấy đi, ông Lê Minh. Đó là một việc vô ích." Lê Minh nhìn vào mặt Soren, chờ y nói tiếp: "Tôi đã phiền ông góp sức vào việc dựng lên cái chính phủ liên hiệp này. Hôm nay ta đã được thấy nó." Soren hất hàm chỉ đám chính khách lốc nhốc đi sau ông cựu hoàng mệt mỏi. Một ông tướng quảng lạc, một ông đồ gàn, một bác sĩ gãy chân, một anh lùn và lé đỡ ở bên cạnh. Quang cảnh không ngoạn mục chút nào, có phải không nhà báo? Thưa vâng, đáng tiếc là như vậy. Có lẽ tôi phải giao cho ông một nhiệm vụ khác. Lê Minh nhìn quanh, mọi người đang để ý cuộc duyệt đội danh dự, không ai chú ý tới Soren và anh. Soren thấy cái nhìn thận trọng của Lê Minh. Kệ họ. Từ ngài cố vấn đặc biệt, tôi sẽ phải làm gì? Phá cái chính phủ ấy đi, trước khi nó được lập chính thức. Trước hoặc sau, nhưng phải phá bỏ. Ông hiểu chưa? Nó làm cho người ta lộn mửa. Ông hãy trông lại mà xem. Thưa ngài cố vấn đặc biệt, quang cảnh đáng buồn. Bảo Đại tuyên bố mấy lời với các nhà báo. Họ xúm lại rồi tàn ra như một đàn ruồi bị đánh lừa. Người ta hấp tấp làm cho xong lễ nghênh tiếp. Đoàn quân nhạc bỏ đi không hàng lối. Bảo Đại và các chính khách lên xe. Các quan chức cũng ùa về phía xe của mình. Soren nói với Lê Minh: "Ở xứ này, tôi thấy lúc nào họ cũng muốn tranh nhau. Trong bất cứ việc gì, tôi cũng thấy người ta hành động với cảm giác nếu không nhanh sẽ bị mất phần. Có lẽ ông là một người Việt Nam đàng hoàng trong những người Việt Nam đàng hoàng. Ông không vội vã, vậy mà ông làm được nhiều việc." Từ ngài cố vấn đặc biệt, tôi ngượng trước lời khen đó. "Nó không to quá đâu. Này, người Việt Nam đàng hoàng, ông hãy cho tôi đàng hoàng cùng ông một chút." Tôi cảm thấy mệt rã rời. Tôi nhắc lại lời hứa của ông, hãy dẫn tôi đi hát Ả Đào. "Được chứ." "Tại sao lại không, từ ngài cố vấn đặc biệt? Nhưng còn vấn đề an ninh cho ngài cố vấn." "Ông và ông Dubois sẽ lo. Tối nay nhé." "Tối nay cựu hoàng sẽ mở tiệc, có lẽ ngài phải đến dự." "Tôi đến đấy làm gì? Tôi không thích dự các đám tang." "Tối nay nhé." Lê Minh gật đầu. Một nhà báo gọi anh bên chiếc xe du lịch đã nổ máy. Lê Minh chạy vội đi. Anh giơ ngón tay phải lên cho Soren, tỏ ý rất tốt. Cuộc đón tiếp ngài Jean-Louis Soren, cố vấn đặc nhiệm phủ cao ủy Pháp ở Đông Dương, diễn ra long trọng, náo nhiệt bao nhiêu, thì lễ đưa tiễn ông ta về nước sơ sài và buồn tẻ bấy nhiêu. Đã thế, đúng vào lúc các quan chức đi tiễn tề tựu, trời lại còn giáng cho một trận mưa xối xả, làm cho những người đi tiễn chẳng còn lòng dạ nào nghĩ tới người ra đi. Ai nấy tròng mắt lên mà nhìn trời, cầu cho trận mưa quái ác chóng qua đi. Lê Minh tất nhiên cũng phải có mặt. Từ xa, anh nhìn thấy ông sếp của tình báo Pháp đứng ngơ ngẩn giữa các nhà báo,
mặt bệnh ra dưới ánh đèn chớp loang loáng. Ông ta gầy đi, đen và xấu hơn khi lúc mới đến. Có lẽ vì cái nóng nhiệt đới thì ít, mà vì buồn bực thì nhiều. Mạn nặc trịch, Soren xua các nhà báo như xua ruồi. Không tuyên bố lấy một câu, các quan chức Pháp và Việt sau khi bắt tay nhạt nhẽo với thượng cấp đã rời chúc thượng lộ bình an, xã giao cho đủ lễ. Túm lụm lại thành từng nhóm nhỏ và rì rào khe khẽ y như trong mỗi đám tang. Nhưng không phải vì thế mà ông Soren kênh kiệu chịu từ bỏ dáng đứng của pho tượng, đòi được chiêm ngưỡng khi Lê Minh lách qua các quan chức để tới chào từ biệt. Soren hờ hững đưa tay cho anh, miệng lẩm bẩm cảm ơn, rồi lại tiếp tục phóng đi, cái nhìn bề trên lướt trên đầu mọi người. Lê Minh nhìn Soren và cảm thấy ông ta tội nghiệp. Pho tượng mất đế đang lún xuống đất, mệt mỏi với sức nặng của chính nó. Trong lòng, Lê Minh chẳng thấy thích thú cuộc đưa tiễn này. Anh biết cuộc ra đi lặng lẽ của Soren thực chất là cuộc táo lui tủi nhục của kẻ chiến bại. Nhưng quang cảnh đó không đem lại cho anh niềm vui. Thường người ta phải khoái chí khi được ngắm nhìn bộ mặt thiểu não của đối thủ bị thua đau bởi tay mình. Nhưng do bản tính mộc mạc và khiêm tốn, Lê Minh không cảm thấy cái khoái đó. Nhìn ra trời mưa, Lê Minh che miệng ngáp. Lúc này anh chỉ buồn ngủ. Anh thèm lắm một giấc ngủ thật đẫy, quên trời quên đất. Nhưng chẳng bao giờ mình được ngủ một giấc như vậy. Anh buồn rầu nghĩ, nếu có lúc nào rỗi dãi thì y như rằng lại phải dùng nó vào một việc vô tích sự nào đó, chẳng hạn như cuộc tiễn đưa này. Còn thì lúc nào công việc cũng cuốn hút anh bằng một ma lực không sao cưỡng nổi. Cái ma lực đó chính là sự đam mê nằm ngay trong bản thân, làm cho anh quên mình. Có thể nào nghĩ tới mình được trong cái công việc phải dùng hết năng lực mà con người có thể có. Thần kinh thường xuyên căng thẳng như lúc nào cũng đang đu đưa trên sợi dây căng bên vực thẳm. Chỉ cần trượt chân một cái thôi, và điều đó có nghĩa là hết. Anh và các đồng chí của anh đã thắng Soren nhiều trận. Trong số đó, đậm nhất là trận thắng mưu toan thành lập một chính phủ bù nhìn được phết nước sơn hòa hợp dân tộc mà ngài cố vấn đặc nhiệm của phủ cao ủy coi là nước cờ quyết định để hạ đối phương, trong khi cần phải thay đổi tức thì cái nhãn hiệu đã cũ kỹ để che đi bộ mặt khó coi của cuộc chiến tranh xâm lược. Chính nước cờ bị phá dẫn tới việc Soren bị triệu hồi. Bây giờ ông ta có thể nghỉ ngơi thỏa chí. Chỉ vài ngày nữa thôi, Soren đã có thể đi câu cá hương bên một dòng suối nào đó ở vùng cực bắc nước Pháp, đặt bên mình một giỏ đồ hộp nhãn hiệu sặc sỡ của Tây Âu, quên hẳn cái nóng nhiệt đới ẩm ướt khó chịu, quên hẳn những tiếng súng không lớn nhưng lại không bao giờ ngừng của một cuộc chiến tranh không ai hoạch định nổi đoạn kết. Còn anh thì vẫn như trước, không được phép nghỉ ngơi, chỉ được phép sẵn sàng bước vào trận đấu mới với những đối thủ mới. Cuối cùng, mưa cũng ngớt. Hai người đưa tiễn cầm ô che những giọt mưa cuối cùng cho ngài cố vấn đặc nhiệm, rời phòng đợi đi ra máy bay. Dubois bỏ đám bạn bè tới chỗ Lê Minh đứng. Trời vẫn còn nóng hầm hập. Dubois thò ngón tay trỏ nong rộng cổ áo, làm cho nút cà vạt sa hẳn xuống ngực. Ông đứng một mình à? Dubois hỏi. Tôi đang ngủ gật, Lê Minh thú nhận, giọng mệt mỏi. Chiếc Dakota nuốt chừng ngài cố vấn, bắt đầu quay mạnh cánh quạt khởi động, rồi từ từ rẽ ra đường băng. Có ai đó vẫy tay trong khung kính tròn ở thân máy bay. Vài người đưa tiễn vẫy lại. Dubois hút gió, rồi quay lại, nhún vai, nói với Lê Minh. Ta về thôi. Hai người rụt đầu vào trong áo vách tông, bước rào về phía chiếc Simca màu mận chím. Bên trong xe, không khí bị giam hãm ngột ngạt trong một phòng tắm hơi. Dubois xoay tay quay hạ kính. Những người đi tiễn nơi gương của họ ùa về phía bãi đỗ xe. Vài người cởi hẳn vest tông trùm lên đầu. Những chiếc xe đủ kiểu
cũng nổ máy một lúc, tạo thành một vầng khói xanh rung rinh trong màn mưa thừa tớt. Lê Minh lái, anh nhìn vào chiếc máy bay màu trắng bạc đang cất mình vào đường băng, nặng nề đầy độ cao. Nếu trời quang hơn, đã có thể phân biệt được những đám mây. Đây đó tấp toáng những khoảng trống màu xanh. Ông có vẻ mệt, đi bảo hỏi, uể oải mách bao ca men chìa cho anh. Lê Minh rút một điếu, đợi cho Dubois châm lửa cho mình xong, anh mới trả lời. Không hiểu vì sao, những cuộc đưa tiễn như thế này bao giờ cũng làm tôi chán ngán. Tại đây, tôi đã tiễn trung tá các băng chị E, nay lại đến lượt ngài cố vấn Soren. Những cuộc đưa tiễn không vui vẻ. Đúng vậy, ông Soren. Ông các băng chị E ra đi với bộ mặt buồn như lá cờ sổ. Họ không mang theo niềm vui vẻ chiến thắng trong vali. Dubois nói với vẻ khoái trá được che giấu. Nhưng riêng lần này, ông hãy thẳng thắn thú nhận với tôi. Ông tiễn thượng cấp về nước với tâm trạng nhẹ nhõm, phải thế không nào? Có vẻ là như vậy. Làm ra vẻ miễn cưỡng, Lê Minh thú nhận. Ông không có cảm tình với ngài cố vấn. Ông hãy tìm giúp tôi một người có cảm tình với một pho tượng. Lê Minh lạnh lùng trả lời sau một khói thuốc. Mắt vẫn chăm chú nhìn ra phía trước. Người ta có thể chiêm ngưỡng pho tượng, người ta có thể đánh giá cao nó, nhưng cảm tình với nó thì không. Nhưng ông lại có cảm tình với các băng chị E, phải không nào? Cảm tình chẳng đóng vai trò gì quan trọng trong công vụ, thưa tiểu tá. Dubois không nói gì, y tủm tỉm. Lê Minh cảm thấy lo ngại nụ cười đó. Y không ưa các băng chị E, đó là cái chắc. Nhưng anh đã lo ngại vô ích. Dubois khoe với anh bằng giọng làm ra vẻ rừng rưng. Ông có thể chúc mừng tôi được rồi đấy, ông Lê Minh. Từ hôm qua tôi đã là trung tá. Ồ, Lê Minh nặn ra một tiếng ngạc nhiên mừng rỡ. Xin thành thật chúc mừng trung tá. Tuy nhiên, tin này đến với tôi chẳng hề đột ngột chút nào. Xin thú thực như vậy. Tại sao? Dubois hiểu y sẽ được từng bốc, nhưng y còn muốn được nghe thêm những lời ca tụng mình. Lê Minh nhún vai, quay mặt lại nói với Dubois. Ông không thấy một tiểu tá giỏi hơn các chiến hữu ở cấp trung tá hoặc đại tá là một điều bất tiện sao? Bất tiện và bất hợp lý. Một nước muốn thắng cuộc trong chiến tranh không thể để cho những điều bất tiện và bất hợp lý tồn tại quá lâu. Ông có một cái đầu được đấy. Dubois tủm tỉm. Đúng như ông Derby quá cố đã nhận xét. Ông Derby quá cố hơi thiên vị trong nhận định về những người làm việc dưới quyền. Về mặt này, ông ta không công bằng. Dubois không nói gì. Cuộc nói chuyện trên xe, đằng sau bề ngoài vô hại, vẫn có vẻ giống đường đi của quả bóng trên bản đấu ping pong, làm Lê Minh không thấy yên tâm. Một cuộc thăm dò khéo léo, nó sẽ dẫn tới đâu đây? Giờ đây, phải làm việc với tôi, ông không cảm thấy buồn chứ? Hoàn toàn không, thưa trung tá. Kể ra, muốn được an nhàn thì tốt nhất là đứng từ xa mà chiêm ngưỡng cách làm việc của trung tá. Nhưng an nhàn lại không phải là cái tôi đi tìm. Vậy ông đi tìm gì? Lê Minh không trả lời ngay. Anh nhéo mắt nhìn Dubois bằng cái nhìn đồng lõa. Tôi đi tìm gì ư? Không biết con nên nói thẳng ra không? Tiền chăng? Danh vọng? Hay cả hai cộng lại? Có lẽ cả hai, chúng ta. Nhưng khi cộng lại, nó có tên gọi khác hẳn. Quyền lực. Đó là cái mà con người đi tìm từ khi có lịch sử. Dubois cười rộng miệng. Y thấy thú vị cách suy nghĩ của Lê Minh. Nghĩa là nói tóm lại, ông ưng làm việc với tôi. Lê Minh không trả lời ngay. Sau một lát suy nghĩ, anh nói, với một điều kiện, thưa trung tá. Điều kiện gì? Không phải làm việc đồng thời với một thượng cấp nào nữa. Anh nói bằng giọng nghiêm túc. Cái đó ở nước tôi, người ta gọi một cổ đôi ba chồng. Dubois ngả người trên tựa xe, mắt lim dim.
Tình trạng đó đã chấm dứt. Giờ đây tôi là người đại diện toàn quyền của hãng, Henry Parker và anh em. Y nói theo cách người ta tiết lộ một điều bí mật. Trong ván cờ, tôi có đầy đủ tư cách của một bên chơi. Hay lắm, thưa trung tá. Lê Minh làm bộ ngạc nhiên và thích thú. Trong ván cờ này, tôi hy vọng sẽ được trung tá tin dùng như một con tốt hùng hãn. Sao lại là con tốt? Dubois làm bộ sôi nổi phản bác. Ông phải là con xe thao lược của tôi kia. Đa tạ lòng tin cậy của trung tá. Xe qua cầu Long Biên, dòng sông Hồng nặng nề chảy phía dưới. Mấy chiếc cano tuần tiễu đường sông kéo theo những cái đuôi bọt nước trắng xóa. Người lính Algeria gác cầu hờ hững nhìn chiếc Simca đi qua mặt. Trên dốc vào thành phố, Lê Minh hỏi Dubois. Trung tá về thẳng nhà. Không, ông cho tôi tới một nơi khác để tôi ở lại đó. Xe tôi người ta sửa, sắp xong chưa? Có một chút trục trặc về điện. Họ hứa sáng mai sẽ xong hoàn toàn. Gara sửa xe này có tín nhiệm nhất Hà Nội. Tôi sẽ kiểm tra kỹ khi nhận và tự đưa xe về cho trung tá. Tôi phiền ông nhiều quá. Có gì, tôi sung sướng được làm vui lòng trung tá. Ông cứ cho đi thẳng đường Rialam, sau đó rẽ phải nơi ngã tư Gambetta. Rõ, thưa trung tá. Lê Minh thêm ga cho xe đi nhanh hơn. Đến nơi rồi, ông Lê Minh. Dubois hất hàm chỉ một cổng sắt lớn xanh nhạt. Lê Minh cho xe vòng lên hè thẳng vào cổng. Hai cánh cổng được mở ra tức khắc khi xe tới. Rõ ràng ở đây người ta đã đợi sẵn. Đó là một ngôi nhà hai tầng kiểu biệt thự, có vườn bao quanh. Lê Minh định cho xe từ từ chạy vào, nhưng Dubois lịch sự đưa tay ngăn lại. Để tôi xuống đây được rồi, cảm ơn ông. Ông Lê Minh và tạm biệt. Lê Minh nhòi người mở cửa xe cho Dubois bước xuống. Một đám khá đông người Việt quần áo tề chỉnh từ trong sân vội vã ra đón, nụ cười thuộc hạ chết cứng trên những gương mặt trịnh trọng. Dubois quay lại vẫy tay làm hiệu cho Lê Minh cứ việc cho xe đi, rồi nghiêm trang sải những bước rắn rỏi về phía những người ra đón. Lê Minh nghiêng mình trên táp lô, cài số, cho xe lùi ra đường và phóng đi. Bức ảnh chụp đám đông ra đón Dubois cỡ 18-24 được phóng đại thêm nhiều nữa dưới chiếc kính lúp. Từng bộ mặt tươi cười lướt đi trong cuộc diễu hành câm lặng. Ra thế đây, người đứng tuổi trầm ngâm nhìn vào bức ảnh đã được gạt sang một bên, chiếc kính lúp chắn bên trên. Anh nghĩ thế nào? Người đứng tuổi không trả lời ngay. Theo nhận định của P14, đây có thể là ekip mới của Dubois. Anh nói sau một lát suy nghĩ, chỉ ít thì cũng là một ekip mới được lập ra cho một mục tiêu đặc biệt nào đó. Có vẻ hắn ngán đàn chó giả của Derby. Thế còn người của ta? Đối với hắn, P14 cũng là người của Derby để lại. Tân quan tân chính sách, người đứng tuổi nói. Phan Thái kéo bức ảnh lại gần, cầm tay lấy kính lúp và soi vào đó một cách hờ hững. Anh đã xem bức ảnh không phải một lần. Phải chăng ekip này là để dùng cho cái mà Dubois khoe với P14 là ván cờ mới? Người đứng tuổi nêu một câu hỏi như thể nói một mình. Ván cờ đó có thể là cái gì nhỉ? Tất cả đều còn nằm trong dạng ẩn số. Dù sao thì trước hết chúng ta cũng phải tìm ra ngay tung tích của lũ tay sai mới mộm này. Có vẻ Dubois không phải là một thằng ngốc. Đồng chí cho nhấn bức ảnh này đi, nhưng tách từng chân dung và gửi tới các ty công an. Biết đâu người ta lại chẳng nhận ra một tên nào đó. Người đứng tuổi đưa tay với tấm ảnh, đỡ lấy kính lúp từ tay Phan Thái và tần ngần nghiên cứu thêm lần nữa. Như thể ông quyết định tìm câu trả lời chính là ở trên những bộ mặt không quen. Trong khi người đứng tuổi xem ảnh, Phan Thái rút bút máy nguệch ngoạc những hình vô nghĩa trên một tờ giấy. Đồng chí có bao giờ tin ở khoa tướng số không? Tướng số?
Phan Thái ngẩn người. Không, tôi thậm chí cũng chẳng nghĩ tới nó. Người đứng tuổi đứng lên châm một điếu thuốc, đi đi lại lại trong phòng một lát, rồi trầm ngâm nói với Phan Thái. Thủy tổ của khoa phạm tội học, một người Ý, bác sĩ Lomboro, chủ trương rằng bọn tội phạm có tướng mạo bẩm sinh, nghĩa là nhìn vào mặt chúng, người ta có thể biết chúng là những tên giết người, cướp của hay trộm cắp. Không duy vật chút nào phải không? Vậy mà tôi lại nghĩ rằng ông ta có phần đúng cơ đấy. Những tên tội phạm mang dấu ấn nghề nghiệp của chúng ở trên mặt. Dấu ấn nghề nghiệp, tôi nhấn mạnh, chứ không phải tướng mạo bẩm sinh. Lomboro nhầm, là nhầm ở chỗ này. Bọn mật thám cũ thường được tuyển mộ trong đám tội phạm hình sự, rất dễ nhận ra chúng. Phần lớn chúng có bộ mặt hoặc đôi mắt, cách nhìn, tiếng nói làm cho người tiếp xúc mất cảm tình, e dè hoặc ghê tởm. Trong ekip của Derby, ngoài lũ mật thám ra, ta còn thấy có một điệp viên được tuyển mộ từ bọn thơ lại cai đội, nhưng cả bọn này nữa cũng chẳng đẹp mã hơn. Chúng là bọn tội phạm tiềm tàng, bọn tội phạm dự khuyết, vì vậy chúng ta dễ dàng nhận ra chúng. Nhưng đây là một bọn khác. Bức ảnh lại được đẩy qua với Phan Thái. Một lần nữa, những bộ mặt tươi cười lại trôi đi trong câm lặng. Về mặt mũi, đúng là bọn này có vẻ sạch sẽ hơn. Phan Thái nhận xét và chờ đợi người đứng tuổi phát biểu tiếp quan điểm của mình. Điều không bình thường cũng chính là ở chỗ đó. Bọn này không phải là bọn điệp viên loại trước đây, chỉ được dùng để chỉ điểm trong những cuộc càn quét. Không phải bọn liều lĩnh để tung vào hậu phương của chúng ta thu thập tin tức tình báo chiến thuật. Trong bọn này, một số đứa có dáng đi trí thức nữa là khác. Đồng chí thấy không? Tôi cũng thấy như vậy. Phan Thái gật đầu tán thành. Căn cứ vào cuộc đoán tiếp đi qua này, chúng được tập trung lại để nghe chỉ thị của hắn. Là việc trong nghề tình báo không ai làm. Vâng, điều đó cũng không bình thường. Người đứng tuổi nhìn vào mặt Phan Thái. Đồng chí hãy tìm P14 để cùng giải bài toán này đi. Cần phải biết Dubois định dùng ekip này vào việc gì và ván cờ sắp tới của hắn nhằm vào cái gì. Phan Thái đứng lên, đưa tay cho người lãnh đạo. Rõ. Chiếc Dakota hạ cánh cùng với những hành khách mang trang phục sang trọng. Lê Minh bước xuống thang, chiếc vali nhỏ xách tay và máy ảnh đeo bên vai. Ra khỏi nhà ga hàng không, anh vẫy một chiếc taxi, ném cho tài xế một địa chỉ ngắn gọn, rồi ngồi phịch xuống đệm sau, ngả đầu lên tựa. Đã mấy tháng nay anh không có mặt ở Sài Gòn. Trong thời gian ngắn ngủi đó, Sài Gòn đã có những nét khác. Anh chăm chú nhìn những chiếc Hunter Rack của Mỹ chạy trên đường phố, hệt như những con bọ hung khổng lồ. Những toán lính tuần tiễu lăm lăm tiểu liên ở các đường lớn, người đi đường mặt mũi đăm chiêu. Tóm lại, Sài Gòn có vẻ chiến tranh hơn trước. Một lá cờ Mỹ vùng vẫy trên một ngôi nhà lớn. Xuống xe ở đầu một con hẻm nhỏ, Lê Minh đi bộ vào trong, vừa đi vừa tìm số nhà. Anh dừng lại trước một cái cổng sắt đóng im ỉm, bấm chuông và chờ đợi. Anh phải chờ khá lâu mới có tiếng then sắt lạch cạch, rồi một cái đầu của một em gái lộ ra tò mò nhìn anh. Đáp lại câu hỏi của anh, em bé chỉ trỏ làm hiệu. Phải một lúc Lê Minh mới hiểu ra, đó là một em gái câm điếc. Lê Minh cũng phải làm hiệu với nó. Nó gật đầu tỏ ý hiểu anh và mở cổng cho anh vào. Theo một con đường trải sỏi sạch sẽ, với thảm cỏ ở hai bên cũng sạch sẽ không kém, Lê Minh theo em đi về phía một ngôi nhà nhỏ ở sân trong vườn. Từ đó vẳng ra một tiếng mõ lốc cốc đều đều. Em gái dẫn Lê Minh vào gian ngoài của ngôi nhà, cũng sạch sẽ như cảnh quan chung của khu nhà, với số đồ đạc ít ỏi gây một cảm giác hoang vắng. Nhưng số ít đồ đạc ấy được bày biện một cách đặc biệt khéo léo, đến nỗi chỉ liếc qua cũng đủ thấy chủ nhân là người có khiếu thẩm mỹ phát triển. Theo lời mời câm lặng của em bé, Lê Minh ngồi xuống chiếc ghế mây và kiên nhẫn chờ đợi. Một phút sau,
em bé gái trở ra, làm hiệu bảo Lê Minh đi theo mình. Anh bước nhẹ theo người dẫn đường vào trong một căn phòng nhỏ với bóng tối lờ mờ, với khói hương trầm quanh quất và tiếng mõ đều đặn đếm thời gian. Lê Minh đứng lặng đi trước vóc dáng mảnh mai của người con gái đang ngồi xếp hàng tròn quay lưng lại phía anh. Cái vóc dáng thon tả ấy là của Tiểu Mai. Anh nhìn cô, ngạc nhiên và chua xót. Anh cảm thấy mình có lỗi trong việc Tiểu Mai lẩn trốn cuộc đời. Tiểu Mai ngừng gõ mõ, cô gấp quyển kinh lại, hỏi bằng giọng rất khẽ. Anh đấy ư, Lê Minh? Cô hỏi anh nhưng không quay lại. Lê Minh cảm thấy khó khăn mới trả lời được câu hỏi đó. Anh đây, chào Tiểu Mai. Tiểu Mai vẫn ngồi im phăng phắc, một lúc lặng kéo dài, đè nặng lên anh. Anh đến có việc gì vậy? Anh đến thăm Tiểu Mai. Tiểu Mai cười khẽ, tiếng cười chua chát của cô làm cho anh bối rối. Lúng túng đặt vali xuống, Lê Minh nén một tiếng thở dài. Tiểu Mai đã bất công với anh. Anh nhớ lại năm 1946 ở Hải Phòng, khi anh được đoàn phân công làm phiên dịch cho Trung tá Nogami của Sở Hiến binh Nhật. Trong công việc của anh đã gặp những người của phân cục tình báo Hoa Nam và nữ điệp viên Tiểu Mai của phân cục này. Rồi tiếp đó, những giai đoạn hoạt động của anh luôn luôn có bóng dáng của Tiểu Mai xuất hiện. Tiểu Mai và Debris, Tiểu Mai Bảo Đại, Tiểu Mai và Tôm Hắc Đi, người con gái ở bên kia chiến tuyến, làm cho anh không ít lần phải ngạc nhiên bởi những hành động kỳ quặc của cô. Dường như cô đã biết anh và những đồng chí của anh hoạt động cho ai, nhưng cô không chĩa khẩu súng nhỏ bé của cô vào đó, mà trái lại đã nhiều lần giúp đỡ anh. Thí dụ rõ ràng nhất là vụ Tiểu Mai cứu Phan Thái trong lúc anh bị thương sau khi đánh mìn cuộc họp của bọn Đại Việt thân Mỹ. Rồi vụ cô báo cho Phan Thái tổ chức đột kích trại biệt giam để cứu sao. Anh thấy trong lòng mình có một mối cảm tình đặc biệt sâu sắc đối với cô, người nữ điệp viên của tình báo Tưởng Giới Thạch. Tại cô có những mối quan hệ phức tạp với tình báo Pháp và tình báo Mỹ. Mối cảm tình đó lớn dần lên đến nỗi anh không dám tự thú nhận với mình rằng nó có thể có một cái tên khác nếu như Tiểu Mai không phải ở phía bên kia. Nhưng thôi, đó là chuyện vớ vẩn, chuyện tầm phào. Ở đời không thể đặt ra những vấn đề với một chữ nếu đi kèm. Chỉ với một chữ ấy, người ta có thể thay đổi lịch sử của cả thế giới. Sao anh không trả lời, anh Lê Minh? Tiểu Mai quay lại, nước mắt sắp chảy ra. Nhưng chỉ một thoáng sau, cô đã lấy lại được vẻ mặt bình thản, thậm chí vui vẻ. Anh. Lê Minh càng lúng túng hơn. Tiểu Mai không tin rằng anh đến đây không vì một việc gì hết. Anh đến thăm Tiểu Mai sao? Không, em không tin. Tiểu Mai lắc đầu. Tại sao? Anh có bao giờ đến thăm? Em biết anh, các anh tốt với ai cũng chỉ có việc thôi. Thế thì anh nên quay lui, Tiểu Mai ạ. Vì công việc của anh tới đây đã xong rồi. Lê Minh làm mặt giận, anh cúi xuống nắm lấy quai và xách vali. Tiểu Mai bật cười, tiếng cười của cô giòn giã, hồn nhiên. Khi giận, người ta không cười được như vậy. Cô xua tay ngăn anh lại. Nếu đúng vậy, thì anh hãy ở lại với em một lát. Anh có bao giờ không bận lấy một ngày trong cuộc đời không? Cô hỏi bằng giọng đùa bỡn. Nếu có, hãy dành ngày đó cho em. Ngày hôm nay, nào, chúng ta ra vườn đi, ở đó thoáng hơn. Cô bước xuống đất và đi qua mặt anh, tránh không nhìn vào mắt anh. Lê Minh bước theo cô. Hai người ngồi xuống chỗ thềm gạch có bóng mát của ngôi nhà, dưới tán lá sum suê của một cây hoàng lan lực lưỡng. Ở đây thú quá. Lê Minh nhìn quanh và nói. Cây cối ánh nắng, không khí vắng lặng, cô tịch và tiếng chim hót. Tiểu Mai lắng nghe. Ừ nhỉ, chim hót. Vậy mà hôm nay
em mới nghe thấy chim hót đấy. Thế mọi khi thì sao? Em không nghe thấy, em trở về với riêng mình và quên lãng mọi vật. Hai người ngồi lặng im, mấy con chim cứ hót mãi, thánh thót. Lê Minh móc túi lấy thuốc và châm hút. Có điều anh không hiểu, sao em lại như vậy? Tức là ý anh muốn nói, sao em lại tìm đến với đạo, trở thành một nhà tu hành, dù là tu tại gia. Tiểu Mai không trả lời ngay. Một lát sau, cô cúi đầu xuống nói khẽ. Vậy mà em cứ nghĩ rằng anh thừa hiểu để không bao giờ đặt câu hỏi đó. Người khác thì được, nhưng không thể là anh. Cô lắc đầu để xua đuổi một ý nghĩ định biến thành lời. Anh có bao giờ tìm hiểu các tôn giáo không? Anh biết chút ít. Vậy thì đây, ý nghĩ của em. Phật, đó là biểu hiện của cái thiện, không phải đạo Phật với chùa chiền và quy phạm của nó. Không phải, em muốn nói cái khái niệm Phật kia, tức là không phải một đức Phật nào đã được phân hóa với tiểu sử và người đời thêu dệt ra, mà là Phật khái niệm với cái nghĩa cái tốt lành. Còn kinh kệ, hương hoa, đó chỉ là những bộ phận thực thể trong sự hành đạo để giúp con người thực hiện sự tự kỷ ám thị trên đường đi tới cái tốt lành mà thôi. Anh hiểu ý nghĩa ấy của sự tu hành chứ? Anh hiểu. Vậy thì trong mỗi chúng ta đều có một đức Phật với cái nghĩa tốt lành nằm sẵn. Phật tại tâm, đi với cái tốt lành, con người cũng phải sống với cái tấm lòng tốt lành, trong đạo gọi là thiện tâm. Em nói tiếp đi. Em hoàn toàn đồng ý với Giê-xu. Ông ta cho rằng con người quý mình hơn cả. Vì vậy mà Giê-xu không viển vông đề ra một câu hỏi nào cao hơn trong cách ăn ở của mỗi khi ông nói. Hãy yêu thương người ta như mình vậy, như mình bằng mình, thế đã là tốt lắm rồi. Những người anh hùng hy sinh thân mình cho sự nghiệp lớn cũng vậy. Họ làm việc trước hết là vì họ, vì niềm kính trọng đối với bản thân, vì mình muốn được chính là mình. Những kẻ xưng rằng họ hy sinh thân mình cho đồng loại chỉ là những kẻ đạo đức giả. Không hẳn là như vậy. Lê Minh lắc đầu một cách phản đối. Có những người biết hy sinh cho đồng loại. Những người đó không phải yêu ai khác, họ yêu sự hy sinh ấy vì nó làm đẹp cho họ. Cũng chính là họ yêu họ. Những người này chưa đạt tới cái tốt lành đâu. Nếu họ đặt sự hy sinh của họ lên trên đồng loại, nhấn mạnh sự hy sinh ấy, vỗ ngực tự hào vì nó, nhận mình là cứu tinh của đồng loại, đến một lúc nào đó họ sẽ áp đặt ý muốn của họ lên trên đồng loại, nhân danh dự, hy sinh bản thân để mặc sức làm mọi việc mà họ cho là phải, bất chấp ý muốn của đồng loại. Họ chỉ đạt tới cái tốt lành chừng nào họ chân nhận được mục đích. Yêu mọi người bằng thương yêu mình và tôn trọng mọi người như mình tôn trọng mình, tức là bỏ đi được cái bộ cánh đạo đức giả. Tạm cho rằng như vậy, nhưng không thể chỉ kêu gọi một người. Từng người một đi tới cái tốt lành đi. Cần phải tạo ra điều kiện để cho mọi người trở thành tốt lành. Em hiểu ý anh, nhưng anh sẽ đạt được những điều kiện ấy bằng cái gì đây? Chẳng lẽ chỉ bằng đấu tranh, bằng chém giết? Không nhất thiết, nhưng cũng phải có thể loại trừ phương sách đó. Nếu như trước mặt ta là lũ quỷ sứ với đầy đủ quyền lực và phương tiện để hủy diệt những người mà nếu sống họ sẽ có cơ may thành thật, tức là cái tốt lành như em nói, thì ta phải làm gì? Kêu gọi chúng phải có thiện tâm chăng? Hay là cầu xin chúng? Tiểu Mai nín lặng, cô suy nghĩ, không phản bác. Lê Minh hút mấy hơi thuốc liên hồi, rồi quẳng mẩu thuốc còn lại ra xa, trong một dáng điệu quả quyết, dứt khoát. Giết một kẻ ăn để cứu trăm người lương thiện là hợp với đạo. Lê Minh nói chậm, chắc hành động đó không thể coi là ác được. Trái lại, nó là cực thiện, chí thiện
tối thiện, ít nhất thì nó cũng là quan điểm của riêng anh. Tiểu Mai nhìn anh rất lâu, nhưng ai là kẻ phán xét? Kẻ chỉ cho ta răng dây chính là kẻ ác, còn kia đích thực là người thiện. Lê Minh quay ra nhìn Tiểu Mai, cái nhìn dịu hẳn đi, hiền lành và âu yếm. Trái tim ta, Tiểu Mai ạ. Tiểu Mai kéo tay anh đứng lên, họ đi dạo thong thả trong vườn. Anh biết không, Tiểu Mai vừa chợt dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt Lê Minh. Em vẫn chưa chịu anh đâu, nhưng nghe anh nói, bao giờ em cũng có cảm giác bị thuyết phục. Dường như niềm tin trong anh quá mạnh, nó xâm chiếm em. Mặc dù đầu em luôn muốn cưỡng lại, mỗi khi có anh em bên mình, em thấy em vững chãi hẳn lên, em thấy mình mạnh thêm, em có thể làm được những việc phi thường mà nếu không có anh, em sẽ bó tay. Lê Minh lúng túng, anh không biết phải nói gì để đáp lại những lời nói chân tình của Tiểu Mai. Anh lảng tránh câu chuyện nguy hiểm. Một ngày đẹp như thế này mà đi tranh luận với em về những đề tài lông bông. Đừng giận anh nhé, Tiểu Mai. Không, giận anh nhiều rồi, từ lâu lắm rồi. Bây giờ em không buồn giận nữa. Anh là một kẻ cứng đầu, đừng kẻ nào hòng bẻ gãy anh. Điều đó em đã biết. Cô dắt tay anh trở về chỗ cũ. Nắng đã dịch tới đó, họ phải ngồi sang chỗ khác. Tiểu Mai lấy khăn tay phủi bụi chỗ cho Lê Minh ngồi. Những con chim vẫn hót. Anh nghe thấy không? Chim hót đấy. Anh lại quên mất tiếng hót của chúng rồi. Lê Minh nhìn lên bầu trời xanh qua những vòng lá. Khỉ thật, anh đúng là vô tình với thiên nhiên. Trong đầu anh đầy công việc, chẳng còn chỗ nào cho những con chim. Anh vô tình với tất cả. Chẳng cứ gì mẹ thiên nhiên. Mà thôi, em chẳng học anh nữa. Anh nói cho em biết đi, anh đang lo nghĩ gì? Thôi, để lúc khác. Ngày đẹp như thế này, tưởng chừng cả thế giới đều thanh bình, đều tràn trề niềm vui. Vậy mà tiềm thức ta cứ nhắc nhở. Không phải đâu, đó là vẻ bề ngoài. Chẳng xa đây lắm đâu, chiến tranh đang diễn ra. Có những đứa trẻ chưa biết thế nào là sống thì đã chết. Đau khổ đầy rẫy, trong lòng những con người thèm khát được sống một cách yên lành. Dù sao thì ngày hôm nay vẫn cứ là một ngày đẹp đối với riêng em. Em chẳng mong gì hơn. Đôi lúc em nghĩ, không, chẳng bao giờ mình còn gặp anh ấy nữa. Anh ấy đang chiến đấu và một viên đạn sẽ cắt ngang cuộc sống sôi nổi của anh ấy. Mà lúc đó thì chẳng có mình bên cạnh để che cho anh. Cảm ơn trái tim tốt lành của em. Em nghĩ thế thật đấy. Và em thấy gai cả người. Chẳng lẽ anh mà có thể chết được ư? Em lo cho anh biết bao. Tiểu Mai ngồi dựa vào anh. Cô ngước đôi mắt đen và ấm nhìn ngắm anh. Em có thể làm được gì cho anh, hả anh? Anh đến để thăm em mà. Lê Minh nhắc lại giọng đùa giỡn. Chẳng có việc gì đâu. Anh thăm em sau, rồi anh lại đi. Hãy để cho em làm một việc gì đó cho anh. Thật đấy, vừa nãy em hờn dỗi, nhưng lúc này em lại rất muốn làm một việc gì đó cho anh. Em muốn dành đỡ gánh nặng cho anh. Anh không muốn lợi dụng lòng tốt của Tiểu Mai. Không phải lòng tốt đâu. Em muốn làm việc cho anh chính là làm cho em đó. Anh nói đi, điều gì đang diễn ra làm anh bận tâm? Lê Minh im lặng một lúc. Thực lòng, anh đến đây với mục đích nhờ Tiểu Mai giúp anh trong công việc của mình. Không hiểu sao, anh thấy tin cậy cô. Trong ý nghĩ đó, anh không hề thấy gợn lên mỗi nghi ngại nào đó đối với cô. Cô là người của bên kia chiến tuyến. Tất nhiên, anh có cách của anh. Anh sẽ có cớ để cô khỏi nghi ngờ. Nhưng cái chính là trong anh đã nảy sinh từ lúc nào niềm tin cậy kỳ lạ đó. Anh nói đi. Tiểu Mai năn nỉ, đừng giấu nữa. Anh không giấu,
nhưng đây là công việc của riêng anh. Anh không muốn quấy nhiễu cuộc sống thanh thản của em. Nhưng nếu em lại rất muốn được đỡ tay anh, thì anh rất cảm ơn em. Vậy anh cứ nói đi, em có thể làm được gì cho anh? Lê Minh do dự, anh trìu mến nhìn Tiểu Mai, xúc động trước nhiệt tình của cô. Trong ý muốn của cô, anh rất hiểu, không có gì là lừa dối. Vậy thì tại sao anh không thể nhờ cô chút ít, một công việc nhỏ, không chạm tới lòng tự trọng của đàn ông? Thêm vào đó, anh công nhận với mình rằng có những việc cô làm sẽ thuận lợi hơn là chính anh. Và lại, qua những tin tức nắm được, cấp trên cũng đã gợi ý anh nên tranh thủ Tiểu Mai, dựa vào hoàn cảnh thuận lợi của cô để rút ngắn thời gian khám phá thế trận mới của kẻ thù. Anh không hiểu vì lý do gì Dubois cử anh vào đây, trong khi đó thì hãng Henri Paca và anh em của hắn không cần gì đến sự có mặt của anh ở đây hết. Lê Minh đăm chiêu nói, hắn muốn biết hoạt động của Hardy, nhưng để biết Hardy làm gì, gặp ai thì ở đây em đã có. Mặt Tiểu Mai trở nên suy nghĩ. Quả là Dubois cần biết nhiều điều về Hardy. Giữa hai người đã có sự rạn nứt không nhỏ. Cũng có thể, nhưng theo anh thì đó chỉ là việc nhỏ trong ý định buộc anh rời Hà Nội. Dubois đang mưu toan cái gì đó. Hắn đã lập một ekip mới của hắn riêng, trong đó không còn người nào của Derby. Tệ hơn nữa, do những xích mích với các băng chị ê từ lâu, hắn nhìn anh bằng cái nhìn nửa mắt, nếu không nói là khó chịu. Cái đó có, nhưng cái đó không lâu dài. Tiểu Mai lắc đầu. Hắn sẽ không xoay sở một mình nếu những tên chân chót chân dảo kia vào. Trước sau gì hắn cũng phải cần anh. Nhưng chính sự nhầm lẫn không tin anh là mối nguy hiểm cho anh. Chỉ cần một sự hiểu nhầm, một sự xác minh sai nào đó, hắn sẽ thanh toán anh ngay không thương tiếc. Hắn đã đặt anh vào bàn poker. Với hắn, dù muốn dù không, anh cũng phải có con chủ bài của mình. Em sẽ có mặt ở Hà Nội cho anh. Suy nghĩ một lúc, Tiểu Mai nói, nhưng ở đó, theo anh, em sẽ phải làm gì? Một lần nữa, Lê Minh do dự, nhưng giờ anh quyết định. Anh muốn biết Dubois đang mưu toan gì. Không phải điều gì nhằm riêng vào anh đâu. Quan hệ của anh và hắn chưa tệ tới mức đó. Cái chính mà anh muốn biết là hắn mưu toan gì với một ekip hoàn toàn mới ấy. Hiểu biết đó sẽ là con chủ bài của anh nếu Dubois định dở dối. Được, điều đó em làm được. Chính khác đi cũng đang muốn tìm hiểu Dubois và mưu toan của người Pháp trong giai đoạn mới này của cuộc chiến tranh. Hắn coi việc tu tại gia của em là một cái vỏ bọc tốt. Hắn không hiểu rằng thực lòng em muốn chối bỏ tất cả khi trở về với đạo. Hôm tới gặp em, hắn cười ngất. Hay lắm, tôi đang cần vài nhà sư, còn cố đạo thì tôi đã sẵn cả mớ. Gần đây hắn được Ngô Đình Nhu mời cơm. Nhiều bữa có giám mục Ngô Đình Thục tới dự. Ngô Đình Diệm đã hiển nhiên trở thành niềm hy vọng của người Mỹ. Còn Kiệu Hoa, em có gặp không? Không, người ta kể rằng khi biết người Mỹ đặt cọc ở Ngô Đình Diệm, Kiệu Hoàng phẩy tay. Kệ cha chúng hắn, miệng cứ đường miệng mình đi. Nhưng con đường của Cựu Hoàng sẽ dẫn tới đâu thì chính ông ta cũng không biết. Tới ngõ cụt, bản thân ông ta cũng rệu rã như cái ngai vàng của triều Nguyễn vậy. Em thấy Hắc Đi cũng định đánh một canh bạc, nhưng không phải với Việt Minh đâu, mà với người Pháp kia. Ồ, cái đó có gì lạ? Trước sau hai ông bạn đồng minh này sẽ hất cặc nhau mà thôi. Tiểu Mai mỉm cười, nhìn lên trời, nắng lọt qua kẽ lá rơi xuống mặt cô, làm đôi má cô ửng hồng. Nắng đẹp quá, Tiểu Mai nói. Lê Minh ngẩng lên, bầu trời chói chang làm anh phải nheo mắt lại. Anh biết không, chỉ từ khi em lánh xa cái hỗn loạn của trần tục, em mới biết được cái đẹp của những giọt nắng, của mỗi làn gió, màu xanh của lá,
và tiếng hót của chim. Tiểu Mai đứng lên, đi những bước chậm trên con đường nhỏ trong vườn. Cô đi nhẹ nhàng tránh những chiếc lá vàng, dừng lại bên một gốc cây. Cô vẫy Lê Minh. Anh không thấy tất cả những cái quanh ta là rất đẹp sao? Cô hỏi khi Lê Minh lại gần. Đẹp chứ, tuyệt đẹp. Chính vì vậy mà ta phải làm mọi việc để cứu lấy những cái đẹp trên đất đai này. Những chiếc máy bay xả tấp xít lên trên đầu hai người. Chúng bay đi đâu vậy? Hình như về hướng Tây Ninh. Thế là ở đó có những cái đẹp phải chết. Chỉ ít phút nữa thôi. Thật là ngụy biện khi nói rằng tất cả những cái đẹp mất đi sẽ biến vào hư vô. Lê Minh ưu tư nói. Không, không phải như vậy đâu, Tiểu Mai. Em cũng không nghĩ như vậy. Em cũng nghĩ như anh đấy. Mà anh thì không chịu biết. Em muốn hỏi anh một câu này. Em hỏi đi. Tại sao anh dám tìm em để nói với tất cả những điều anh vừa nói? Lê Minh nhìn vào mắt Tiểu Mai. Anh dám tin. Em biết vì sao không? Bởi vì anh tin ở anh. Anh tin rằng anh không sai lầm khi tin em. Và lại, anh có cả cuộc đời để trả giá cho niềm tin của anh. Miễn là khi phải trả giá, anh không trả, không bao giờ trả bằng sinh mạng người khác. Hiểu không? Tiểu Mai chớp chớp mắt, cố ngăn giọt lệ định chảy ra. Cảm ơn anh. Em muốn anh nhớ rằng em không bao giờ là kẻ thù của anh, cả trước kia, cả sau này. Nhưng dù sao thì em cũng muốn biết vì cái gì mà anh đã dám tin em. Lê Minh kéo Tiểu Mai lại sát hơn và âu yếm đặt một cái hôn lên trán cô. Anh tin ở trái tim tốt lành của em. Tiểu Mai ngước nhìn anh, mắt cô tươi cười nhưng đẫm lệ. Phan Tái gặp Bê Giang Dê tại nhà riêng vào buổi tối. Người bồ già đã quen với Phan Thái, buồn bã đưa mắt chỉ cho anh trai Drykin đã cạn trên bàn. Chai cô nhắc Napoleon đang uống dở. Cái ly đổ nghiêng và Bê Giang Dê ôm đầu ngồi trước bữa rượu cô đơn. Bê Giang Dê chỉ ngẩng đầu lên khi Phan Thái đã ngồi xuống đối diện. Ồ, Phan Thái, bạn thân mến. Anh mừng rỡ kêu lên. Đã lâu lắm rồi, tôi mới được nhìn thấy anh. Anh đi đâu? Công việc. Phan Thái trả lời, đưa mắt nhìn quang cảnh bữa rượu cô đơn. Chuyện gì vậy? Chuyện chó chết. Bê Giang Dê nhún vai. Chúng nó, lũ chuột, bản giấy vừa mới gửi cho tôi quyết định kéo dài thời gian tại ngũ. Bê Giang Dê nhắc một tờ giấy ướt sũng lên khỏi bàn bằng hai ngón tay, vẻ ghê tởm như khi người ta cầm đuôi một con chuột chết. Sau khi khua khua vài lần để tờ giấy ướt trước mặt Phan Thái, Bê Giang Dê buông tay cho nó rơi xuống sàn. Người bồ già bước tới định đặt lên, nhưng Bê Giang Dê xua tay ra hiệu cho ông ta ra ngoài. Anh có hiểu như thế nghĩa là thế nào không? Như thế nghĩa là tôi sẽ phải ở lại đây còn lâu. Trong khi đó thì tôi đã ngán đến tận cổ cuộc chiến tranh này. Tôi đã ngán đến tận cổ cái xứ này. Với các anh nó tuyệt đẹp, nhưng với tôi thì nó nóng hức như một lò lửa, ẩm ướt kinh người, đầy ruồi muỗi và đủ thứ bất tiện. Tôi mệt mỏi, Phan Thái ạ. Tôi dã rời thần kinh của tôi, rữa ra từng mảng một. Giọng nói ngạo nghịu với tiết tấu chật chưỡng kèm những cái nấc chứng tỏ Bê Giang Dê say. Phan Thái buồn rầu nhìn những người bác sĩ quân y tốt bụng, nghĩ rằng anh đến thật không đúng lúc. Trong tình trạng này, Bê Giang Dê sẽ chẳng có thể bàn chuyện gì với anh hết. Các đồng chí của tôi ngoài kia khỏe cả chứ? Khỏe cả. Các anh ấy nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm anh. Cảm ơn. Tôi cũng vậy. Cho tôi hỏi thăm. Phan Thái rút một điếu thuốc châm hút. Anh nên ngủ một giấc đi, Bê Giang Dê. Ngủ ư? Không, tôi đã ngủ nửa cuộc đời. Đêm nay tôi sẽ thức. Tôi thì lúc nào cũng thèm ngủ.
ngả người tựa lên ghế, Phan Thái che miệng ngáp. Bê Giang Dê lảo đảo đứng lên với tủ búp về, lấy thêm một cái ly và rót rượu. Còn tôi thì tôi thèm cái vô tư của các anh. Có lẽ tại tôi già rồi. Anh chưa già đâu. Anh nịnh tôi biết mình lắm. Các anh trẻ là tại dân tộc các anh trẻ. Uống cạn ly rượu rót cho khách. Anh biết không, có những dân tộc trẻ và có những dân tộc già. Ở những dân tộc già, số tử mỗi năm lại nhiều thêm số sinh. Thật vậy sao? Thật vậy, đó là điều mà thống kê cho chúng ta đã biết. Dân tộc Pháp đang già, nó nhảy vào chiến tranh như tìm phương tự sát. Không phải nước Pháp, dân tộc Pháp, mà là bọn tư bản Anpe ạ. Chúng tôi tin ở nước Pháp khác, một nước Pháp truyền thống cách mạng 1789 và công xã Paris. Anh là người thuộc nước Pháp đó, và vì vậy chúng tôi coi anh như một người trong chúng tôi. Một người trong chúng tôi. Câu nói thật tuyệt. Cảm ơn anh, bạn của tôi. Anh tới với tôi lúc này như một tiên sứ. Tiên sứ? Thật vậy, anh là tiên sứ. Tôi sẽ chết gục trong nỗi buồn nếu không có anh tới. Mẹ kiếp. Phan Thái đứng lên, đột ngột vỗ mạnh vào đầu Bê Răng Dê, làm cho bác sĩ quân y giật mình, nhảy lùi lại. Phan Thái, anh làm gì thế này? Chẳng có gì hết. Phan Thái cười và ngồi xuống. Chị cho anh cái bệnh nấc. Bằng cách đập vào đầu tôi. Phải, anh hết nấc rồi đấy. Bê Răng Dê trợn tròn mắt ngạc nhiên. Ừ, mà hình như hết tật. Tài quá nhỉ. Một cái mẹo chữa của dân gian. Bây giờ tôi nhắc lại. Anh đi ngủ đi. Sau giấc ngủ mọi cái sẽ rõ ràng hơn. Đừng làm chết vô ích những neuron quý báu. Làm sao mà tôi ngủ được đêm nay, bạn thân mến? Không, tôi không tài nào ngủ được đâu. Vậy thì hãy hát lên. Cái đó cũng là một phương thuốc chữa bệnh sầu não. Hát à? Tuyệt. Chuyển rất nhanh từ trạng thái buồn rầu sang phấn hứng. Bê Giang Dê cười ha hả, mắt vẫn lơ mơ, đặt hai tay lên vai Phan Thái và nhìn vào mắt anh. Phan Thái nhẹ nhàng gỡ tay Bê Giang Dê ra. Anh ngồi xuống, kín đáo cầm chai rượu bỏ xuống gầm bàn, nhưng bị Giang Dê phát hiện. Ồ, ông bạn du kích, mắt tôi cũng có tình lắm đấy. Đừng che mắt tôi. Và lại, tôi chưa say. Tôi thề với anh rằng tôi đang tỉnh táo. Tỉnh táo hơn lúc nào hết. Bê Giang Dê đặt lại chai rượu lên bàn. Anh không nên uống nữa. Anh là bác sĩ kia mà. Khi những con người cổ đại tìm ra rượu, họ coi nó là thuốc vui và thuốc quên. Bê Giang Dê rót lấy hai ly. Và nữ thần Diana mà họ lấy rượu để tế cũng là một thần biết thưởng thức tứ quý này của trái đất. Nào, ta cạn chén. Phan Thái lấy tay che miệng ly của mình. Tôi không uống đâu. Tại sao? Tôi cũng đang có nỗi buồn, nhưng nỗi buồn này tôi không muốn quên, vì nó tôi không thể vui. Bê Giang Dê uống một mình. Tôi biết, anh đến đây đâu phải để uống rượu. Anh đến để lôi tôi vào một công việc nào đó mà các anh cần. Nhưng bạn ơi, hãy hiểu cho tôi. Trong đêm nay, tôi không muốn nghe một công việc nào hết. Tôi đang buồn, anh hiểu chưa? Cũng có lúc nào đó tôi phải được là tôi chứ. Với nỗi buồn hay niềm vui của tôi, của riêng tôi. Tôi tôn trọng nỗi buồn của anh, anh bè ạ. Và tôi sẽ nín lặng. Rồi thầm nguyên rủa tôi là tên nát rượu. Thế mà cũng đã từng là chiến sĩ du kích, phải không? Không, tôi cảm thấy nỗi buồn của anh làm nặng thêm nỗi buồn của tôi. Vậy thì hãy uống với tôi đi, để lãng quên, dù trong đêm nay. Phan Thái lắc đầu. Tôi nói rồi, tôi không có tâm trạng để mà uống. Đừng giận tôi, ăn bê. Bê Giang Dê cười mỉa. Tôi biết chứ, các anh đâu có thời giờ để chia sẻ nỗi buồn với người khác, mà các anh gọi là bạn. Bê Giang Dê lại rót rượu, lại uống cạn một mình, vẫn cầm cái chai ở trong tay.
Anh nói tiếp, xét cho cùng, các anh là những người thực dụng. Các anh rất giống tụi Mỹ, chỉ khác một điều là lúc này đây các anh đang đấu tranh cho chính nghĩa. Còn tụi Mỹ thì mặc cả quyền lợi với Pháp trong cuộc chiến tranh, mà Pháp bỏ máu, còn Mỹ bỏ đô la. Vì lợi ích của các ông chủ tư bản, tôi nói có đúng không? Các anh chỉ coi là bạn, kẻ nào các anh cần tới, và sẵn sàng nghe theo các anh, làm việc cho các anh, vì các anh. Còn thằng bạn đó sống ra sao, nó đau khổ thế nào, các anh không cần biết. Phan Thái nhìn Bê Giang Dê trầm ngâm, nhưng không nói. Trong cái nhìn của anh có cả trách móc lẫn thương hại. Tôi nói vậy không đúng hay sao? Bê Giang Dê hỏi. Không đúng, nhưng nếu anh rất muốn tự uống thì tôi sẽ uống cùng anh. Có thế chứ? Bê Giang Dê reo lên vui vẻ. Nào, chúc mừng tình bạn của chúng ta. Hai người chạm ly và Phan Thái uống cạn một hơi. Ly nữa? Tất nhiên. Hai người lại cạn tiếp. Nữa hả? Nào. Sau ly thứ ba, Phan Thái nhìn thẳng vào mắt Bê Giang Dê. Tôi đã uống rồi nhá. Nhưng này, An Bè, anh có biết tại sao tôi không muốn uống không? Tôi muốn biết. Bởi vì trong lúc chúng ta uống đây, một chiến dịch không tập dữ dội đang được tiến hành ngay đêm tại Liên Khu 4 của chúng tôi. Tôi uống và tôi thấy trước mắt những làng mạc bốc cháy, những đứa bé vô tội bị chết thiêu trong lửa napalm, những mảnh thây người bay lên trong tiếng nổ không ngớt của bom mìn. Thôi, Phan Thái, đừng nói chuyện thêm nữa. Tôi không muốn cảm thấy mình là một tên vô lương tâm. Làm thế nào được, An Bè? Chính vì vậy, tôi không muốn uống. Bê Giang Dê cố gắng dương cặp mi mệt mỏi để nhìn Phan Thái. Thôi được, anh nói đi, tôi có thể làm được gì cho các anh? Thuốc chữa bỏng, bông băng, sát trùng, hay cái gì? Cái lớn hơn thế. Cụ thể, những cuộc không tập này có liên quan tới Dubois và bầy chó mới của hắn. Thì sao? Anh phải làm thân với Dubois và tìm cách hiểu kế hoạch của hắn. Hắn đang rất trúng, và nếu hắn đánh trúng, nghĩa là hắn có một mạng lưới tình báo hữu hiệu hơn cả Tơ Pi lẫn các băng chi e cộng lại. Tôi hiểu như vậy, có đúng không? Đúng. Bê Giang Dê suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu. Hãy tha cho tôi, Phan Thái. Việc đó tôi không muốn làm. Tại sao? Còn tại sao nữa? Bê Giang Dê nhìn tận mặt Phan Thái. Chẳng lẽ anh không hiểu? Phải, thế đấy. Tôi không muốn làm việc ở đó. Tôi là một người trong sạch. Một người trong sạch thì không muốn kết bạn, dù là giả vờ, với một tên cô la bù tay nhuốm máu những người kháng chiến. Phải, hắn là một tên tay sai bẩn thỉu của cơ quan mật vụ VC của bọn Đức. Hắn đã thoát khỏi tạ án nhờ phép lạ của Đức Chúa Trời hoặc của quỷ Satan, nhưng người ta không tìm ra chứng cứ để treo cổ hắn. Nhưng tôi biết điều đó, biết rất rõ, bởi cái chết của một người đồng chí, hắn chui vào tổ chức của chúng tôi. Trước khi chết, anh ta đã nói cho tôi biết tên của kẻ phản bội. Tôi sẽ trình hồ sơ nợ về món này, thay mặt bạn tôi. Chúng ta đang tính sổ nợ với tất cả chúng nó, chứ không phải một mình thằng nào riêng rẽ. An Bè ạ. Bê Giang Dê đứng lên, đi đi lại lại trong phòng, rồi đột ngột quay ngoắt lại. Anh nói bằng giọng xúc động. Hãy tha cho tôi, Phan Thái, đừng bắt tôi phải làm việc đó. Tôi sẵn sàng chạy sang bên hàng ngũ các anh để sống thiếu thốn, chịu đựng mọi cực khổ. Tôi sẽ làm việc ngày đêm để cứu lấy mạng sống cho những người anh hùng đang đấu tranh vì tự do. Các anh đừng bắt tôi phải giao thiệp với một người vô lại. Phan Thái im lặng. Tùy anh thôi, An Bè. Trong cuộc chiến tranh này, chúng tôi không nhận được lựa chọn cách tiến hành nó trong vùng quân đội Pháp chiếm đóng. Anh thấy đó,
Có khi chúng tôi phải sống như những cái vỏ bọc thật sự, nhục nhã. Thậm chí có khi phải hứng chịu cả viên đạn căm thù của một người vô tình không biết chúng tôi thật sự là ai. Thế đấy, anh bè ạ. Anh đứng lên. Tôi đi đây, chúc ngủ ngon. Bê Giang Dê sững sờ nhìn bạn. Anh đi thật ư? Tôi phải đi thôi, còn nhiều công việc, còn quá nhiều. Hãy nán lại ít phút. Để làm gì? Ăn bé. Cho tôi suy nghĩ. Phan Tái đưa tay cho Bê Giang Dê. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho chúng tôi. Đừng nghĩ rằng chúng tôi chỉ coi anh là bạn. Khi anh làm điều đó cho chúng tôi, chúng không phải là những kẻ thực dụng. Mà anh có bao giờ nghĩ rằng khi anh làm điều gì đó cho chúng tôi, cũng chính là anh làm cho anh không? Dù rằng việc làm đó chỉ nhằm làm cho anh khỏi thẹn với lương tâm. Bởi vì nếu không làm như vậy, anh sẽ khinh bỉ chính mình. Mà người ta chẳng ai muốn khinh mình cả. Phan Thái quay ra, đứng ở cửa. Bê Giang Dê đờ đẫn nhìn Phan Thái như cố gắng hiểu, rồi lặng lặng đến bên bàn, cầm cả chai rượu lên tu, rồi đến bên cửa sổ. Anh mở toang hai cánh, tì tay trên hậu cửa, nhìn xuống đường. Trong ánh đèn mờ, anh nhìn theo bóng người bạn đang bước dạo trên hè phố. Tại Hà Nội, Tiểu Mai ngồi lọt tỏm trong chiếc ghế bành bọc da. Trông cô đặc biệt nhỏ nhắn và xinh đẹp trong chiếc áo dài màu thẫm. Hai tay đặt trên chiếc ví đầm bằng da cá sấu, kiểu mốt nhất. Tôi vui mừng nhận được cú điện thoại của cô. Tôi tưởng cô không còn hứng thú làm việc nữa. Ồ, tôi hiểu Phương Đông lắm. Nó đầy rẫy những điều bí hiểm và bất ngờ. Nhưng chúng tôi vẫn cần tới cô. Cô không bỏ chúng tôi được đâu. Chúng tôi cần cô mà. Dubois đi lại lại ở trong phòng, thỉnh thoảng lại nhìn Tiểu Mai một cách chăm chú và tò mò. Tôi đã tính bay vào Sài Gòn để tìm cô đấy. Sắp tới, cô sẽ có vô số việc để mà làm. Việc lớn và lại còn thú vị nữa. Ông Debry quá cố đã để lại cho tôi cả một đàn lợn, trừ cô. Tôi không nói nịnh đâu. Nhưng một lần gặp cũng đủ cho tôi đánh giá cao cái đầu thông minh của cô. Không, còn một cái đầu nữa cũng rất thông minh. Hơi quá thông minh nữa là đặc khắc. Và điều đó làm cho tôi e ngại. Ông muốn nói ông? Cô biết người đó là ai? Dubois hạ giọng, như nói với người tâm phúc. Tôi đã phải lòng ông ấy, nhưng tôi còn muốn kiểm tra ông ấy thêm nữa trước khi giao việc lớn. Một con người sắc sảo, phải không cô? Rất sắc, rất nhanh nhẹn, tháo phát và theo tôi đáng tin cậy. Ông ta còn nhiều cái rất nữa, nhưng không hiểu sao tôi chưa tin. Ông ta được các băng chị ê cưng, mà các băng chị ê, tiếc thay, lại là một người có những quan điểm hữu. Nói thẳng ra là không trùng hợp với quan điểm của tôi. Còn tôi thì ông tin. Người bồi vào, đặt cà phê lên bàn, Dubois ra hiệu cho anh ta lui. Tôi tin. Tại sao? Biết giải thích thế nào nhỉ? Tôi có gặp sếp cũ của cô, Thiếu tướng Vương Đường Sơn ở Đài Bắc. Ông ta nhắc tới cô với nhận xét rất tốt. Cô có một quá khứ rất đáng tin cậy. Cô dùng cà phê đi. Tiểu Mai đỡ tách cà phê, nhấp một chút rồi đặt xuống. Thiếu tướng Vương hiện làm gì? Tiểu Mai hỏi thăm bằng giọng xúc động. Quản lý một khách sạn. Tội nghiệp, ông đã giả đối với nghề tình báo. Nhưng là một người lạc quan, Tiểu tướng vẫn tin rằng có ngày ông sẽ được trở về Hoa Lục để gửi nắm dương tàn. Chỉ thế thôi ư? Và vì Thiếu tướng Vương mà ông tin tôi? Không, tôi đã kiểm tra cô qua hệ thống riêng của tôi nữa. Đó mới là cái chính. Cô không giận chứ? Không, đó là chuyện thường trong nghề nghiệp. Dubois ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Mai. Cô làm ơn cho tôi biết tôi mắc đi vừa qua có những hoạt động gì. Tôi ít gặp ông ta. Theo chỗ tôi được biết thì Hắc Đi đang miệt mài nghiên cứu lịch sử Việt Nam, học thêm cả tiếng Việt và giao du với giới quân nhân, với giới tôn giáo
và các nhân sĩ trùm chăn. Tôi cho rằng công việc của Hardy không phải chỉ có ở Việt Nam. Ông ta còn có những công việc ở Bangkok, Jakarta, Manila, Singapore. Tôi biết hoạt động của OSS cũ bao trùm toàn bộ vùng Đông Nam Á. Cấp trên của ông ta, cả ông Lucien Conan, Edward Lensden, cũng tới Sài Gòn nhiều lần. Cô có gặp họ? Vâng, năm ngoái. Tôi không biết Thomas D có giới thiệu gì không. Chúng tôi gặp nhau như những khách của cùng một thính phòng. Ông Conan đặc biệt có cảm tình với tôi. Ông ta nói tiếng Pháp như người Pháp vậy. Nếu không có một cánh tay bị tèo, ông ta là một người đàn ông đẹp. Chẳng cứ Conan, ai gặp cũng có cảm tình với cô. Trước kia tôi cứ tưởng chỉ trong chuyện tình thám các nữ điệp viên mới có sắc đẹp mê hồn. Hóa ra ông cũng ga lăng lắm. Tiểu Mai cười hồn nhiên. Dubois đột ngột quay lại với đề tài cũ. Có nghĩa là họ chỉ làm được một việc, nghiên cứu và giao thiệp. Vâng. Dubois trầm ngâm, châm thuốc hút. Còn một việc này nữa, họ giúp ông Ngô Đình Diệm gửi sang Mỹ một loạt thiếu niên 15-16 tuổi cho đi học ở các trường lớp ở Mỹ. Tiểu Mai nói, họ hy vọng rằng bọn này trở về sẽ thành những cán bộ có học, khác hẳn với lớp quan chức vô học và thất học hiện nay. Chúng sẽ là lớp thay thế. Có điều, chúng sẽ thân Mỹ. Chúng được chuẩn bị cho một chính quyền thân Mỹ. Công bạn Mỹ của tôi tin ở viễn cảnh đó. Họ tin chắc nữa kia, thưa ông Dubois. Vì vậy, họ làm việc đủng đỉnh, vừa làm vừa chơi. Họ chờ cho cục diện thay đổi. Mà điều này không tùy thuộc ở các cơ quan tình báo. Nó do chiến trường quyết định. Tôi bác đi cho rằng chúng tôi sẽ thua Việt Minh. Theo chỗ tôi biết, ông ta tin rằng người Pháp sau rồi cũng không chống nổi cuộc chiến đấu dai dẳng của Việt Minh, buộc phải yêu cầu người Mỹ giúp. Người Mỹ sẽ giúp bằng cách thọc tay ngày một sâu hơn vào bán đảo này. Đến một lúc nào đó, họ sẽ thay thế hẳn người Pháp. Lúc đó, người Mỹ dễ dàng chiến thắng một kẻ địch đã mòn mỏi. Người Pháp đổ mồ hôi, nấu sữa, còn người Mỹ sẽ ung dung, hớt lấy váng kèm. Mặt Dubois xa sầm, y rít mạnh mấy hơi thuốc liền, đầu điếu thuốc nhọn hoắt như đầu bút chì. Một lũ ngu xuẩn và đều cáng. Y dí mạnh điếu thuốc chưa hết và gạt tàn. Nhận xét của cô khẳng định cách nhìn của tôi. Người Pháp cần nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tranh một cách có lợi cho mình, kể cả bằng việc điều đình với ông Hồ Chí Minh. Nếu cần, nhưng trước khi đưa cuộc chiến tới chỗ kết thúc, cần phải làm cho đối phương lao đảo đã. Họ mới dễ chấp nhận những điều kiện của chúng ta. Cô nghe thấy gì không? Trong im lặng, Tiểu Mai nghe thấy tiếng gầm của những phi đội máy bay cường kích bay qua bầu trời Hà Nội. Từng đợt một, những phi cơ lướt qua rất thấp. Không quân đang làm việc cho tôi. Dubois cười đắc thắng. Tôi tính đánh tan mọi kho tàng của Việt Minh trong một thời gian ngắn. Nhưng tiếc thay, những nguồn tin tức tình báo của chúng ta thì chảy về hành dinh một cách chậm chạp, nhỏ giọt. Thành thử phải kéo dài. Mà cách đánh này hoàn toàn không thích hợp đối với không quân. Dubois quay máy điện thoại, yêu cầu nói với bộ tư lệnh không quân của tướng Đơ Sang. Trong khi chờ đợi, hắn nói với Tiểu Mai, tôi sẽ thắng các ông bạn đồng minh bẩn thỉu của tôi kèo này. Để cô xem. Dubois vẫn chưa hết giận dữ. Chúng cần phải biết Dubois là người thế nào. Chuông điện thoại kêu. Dubois nhấc ống điện đàm. Dubois đây. Chào tướng quân Đơ Sang. Tôi muốn biết. Vâng, vâng. Rất ít chúng phải không ạ? Không có gì lạ đâu. Việt Minh như kiến rừng. Trong một đêm, chúng có thể ta đi một khối lượng nặng gấp trăm lần trọng lượng bản thân chúng. Xin tướng quân cứ cho tiếp tục với nhịp điệu vừa rồi. Không sao hết. Trong thôn xóm cũng có Việt Minh. Và nói chung, tất cả nhân dân đều là Việt Minh. Những kẻ chết rồi
bao giờ cũng vô hại đối với chúng ta. Bản đồ các điểm mới. Cái đó tôi sẽ chuyển tới Bộ Tư lệnh Không quân ngay chiều hôm nay. Vâng, chào tướng quân. Dubois hoan hỉ đặt ống điện thoại xuống, xoa xoa hai tay. Xin cảm ơn cô đã đưa đến cho tôi những tin tức quý báu. Cái vỏ bọc tu tại gia của cô thật là tốt. Vậy mà thấy cô im lặng quá lâu, tôi cứ nghĩ cô định đi tu thật. Như vậy thì tôi rất lấy làm tiếc. Để cảm ơn, tôi muốn được mời cô dự bữa tối tại khách sạn Meteoropol. Chúng ta cùng ăn mừng thắng lợi đầu tiên của tôi và cũng là của chúng ta. Trong đó có cô. Trong đó chưa có tôi, ông Dubois. À vâng, lỗi tại tôi. Nhưng tôi sẽ sửa chữa lỗi đó tức thì. Tôi đã nói rồi, tôi tính bay vào Sài Gòn tìm cô đấy thôi. Tức là sẽ có việc cho cô. Sau khi làm xong mọi việc, ông mới gọi tôi. Tiểu Mai làm mặt giận. Ông không coi tôi là một kẻ thích ăn mày, chiến công của người khác đấy chứ. Đâu có thể, cô đừng quá lời. Rồi cô thấy, bây giờ mới chỉ là khúc nhạc dạo. Còn bản nhạc, cô sẽ được tham gia. Cô nhận lời chứ. Bữa tôi còn có những ai nữa thưa ông. Tôi muốn dành cho cô một thú vị bất ngờ. Vậy thì tôi nhận lời. Tiểu Mai đứng lên, cô chìa tay cho Dubois. Nhưng hắn không bắt tay cô, mà nhẹ nhàng nâng tay cô lên, đầu cúi thấp để đặt lên đó một cái hôn kiểu cách.